Thưa quý vị, chúng ta vẫn được biết đến Hanbok là một trang phục truyền thống lâu đời tại Hàn Quốc. Tuy nhiên thì nó đang đứng trước nguy cơ bị giới trẻ lãng quên. Nhằm thúc đẩy sự thông dụng của trang phục này, chính phủ Hàn Quốc đã đang nỗ lực thổi một luồng gió mới cho Hanbok nhằm bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc này. Trong trang phục Hanbok truyền thống, những người này đang tập trung về phòng trưng bày nghệ thuật ở trung tâm thủ đô Seoul, nơi trước đây từng là một nhà ga xe lửa mới được cải tạo. Mục đích của chuyến đi này là nhằm chào mừng sự ra mắt của trung tâm thúc đẩy Hanbok, một trung tâm được chính phủ mở ra nhằm mục tiêu thúc đẩy dòng trang phục truyền thống. Chúng tôi rất vui vì sự ra đời của trung tâm này, một trung tâm với mục đích duy nhất là thúc đẩy sự phát triển của Hanbok cuối cùng cũng được thành lập. Với việc thành lập trung tâm này, các quan chức Hàn Quốc hy vọng nó sẽ thổi một luồng sinh khí mới và nét văn hóa đang có nguy cơ bị mai một. Hanbok là biểu tượng của văn hóa Hàn Quốc và chúng tôi hy vọng với sự ra đời của trung tâm này, công chúng sẽ mặc Hanbok nhiều hơn, từ đó góp phần quảng bá văn hóa của chúng tôi ra toàn thế giới. Theo kế hoạch, trung tâm thúc đẩy Hanbok sẽ triển khai nhiều dự án khác nhau để trang phục này trở nên phổ biến, bao gồm tổ chức các lớp học về trang phục truyền thống và tổ chức các cuộc thi thiết kế nhằm đem lại nét mới cho sản phẩm này.